红尘三世领悟。花归何处？小妖小骨头，拜见魔君。脾气特别差。Cảm ơn các bạn đã xem hết trích đoạn ngắn trong phim hay. Tiểu Quốc Đầu do kênh Thánh Toàn Trailer thực hiện, đừng quên dành tặng một like cũng như đăng ký kênh và chuông để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhất từ kênh Thánh Toàn Trailer giới thiệu cho các bạn mê phim cùng thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại.